Nhím Xu xin chào mọi người, đây là một trả bài tiên tri từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 4. Mọi người phải tự lựa thông điệp bởi vì đây là một trả bài chung nha. Rồi mình có 10 bích xì chuồng. Rồi mình có 3 cơ. Một vài bạn ở đây thì ở trong tuần thì có một vài cái sự căng thẳng, một vài cái sự lo âu, một vài mối quan hệ nó có hơi tiêu cực một tí. Nhưng mà đồng thời thì có một vài bạn ở đây thì có một nhiều ý tưởng mới, có một cái hợp đồng mới, một cái ngành nghề mới, chuyển trường hoặc là chuyển chỗ làm. Một vài bạn nữa ở đây thì thấy có mối quan hệ được phát triển và một vài điều ước nho nhỏ được bề trên chấp thuận nha. Nhím sẽ dùng thêm các lá bài trà để coi các sự kiện gì có thể xảy đến với bạn. Một vài bạn ở đây thì sẽ có một cái vai trò mới ở trong cuộc sống của mình, có thể là được lên chức ba, lên chức mẹ, lên chức gì chẳng hạn. Một vài bạn ở đây thì thấy có một cái sự lãng mạn nhất định ở trong cái tuần này, và đặc biệt là có thêm rất là nhiều sự may mắn nữa nha. Rồi ở đây thì mình có được cái sự công nhận, một cái phần thưởng xứng đáng cho các công sức bạn bỏ ra. Trong tuần này điêu chuyện với một người tính nam. Người này thì cảm thấy lớn tuổi hơn bạn, một người tính nam gốc châu Á nha. Nhưng mà bạn cũng không có nên lo lắng thái quá về cái gọi là tình dục hoặc là những cái sex với cái người này hen. Và đây là một cái thời điểm thích hợp để mà đi chơi và have fun với lại cái người này hoặc là với gia đình bạn bè của bạn. Và nếu như mà có ai chỉ trích bạn một cái gì đó thì mình cứ chấp nhận nha, tại vì họ nói đúng chứ họ cũng không có nói sai đâu. Một vài bạn ở đây cẩn thận trong việc chi tiêu, cẩn thận trong việc mất tiền mất của nha. Thủy tinh nghịch hành cho nên hết sức là cẩn thận nha mọi người nha. Còn đây là vòng trầm hương 108 hạt, nhím trì chú riêng dành cho các bạn đang ở Mỹ. Mọi người cẩn thận thì cứ nhắn cho nhím nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhắm mắt không nói một lời, lại đường thẳng.